Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Một chiếc laptop tiêu chuẩn doanh nhân, thiết kế nhỏ gọn, thanh lịch, hiệu năng cao để vẫn đảm bảo được khối lượng công việc lớn và giải trí thì giá thành có cao không? Đây là câu hỏi khá phổ biến của dân văn phòng hay kể cả là những ai đã có PC nhưng vẫn cần một chiếc laptop phải chất lượng. Điều này không có khó đối với HP. Ultrabook của hãng đã làm hài lòng rất nhiều người dùng khó tính và đánh dấu được tên tuổi của họ trên thị trường laptop. Hãy cùng mình khám phá ngay chiếc EliteBook 640G10 của HP trong video hôm nay, xem nó có được như lời đồn không nhé. Đầu tiên, đi qua về mặt thiết kế, chúng ta có thể thấy đây là một chiếc Ultrabook khá nhỏ gọn, mỏng nhẹ, với màu xám bao phủ toàn bộ vỏ máy. Logo HP hơi cách điệu, làm sáng, nhẹ đặt giữa mặt lưng. Với thiết kế khá đơn giản này nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm, rất phù hợp với ai là doanh nhân và cũng như là dân văn phòng. Cân nặng cũng khá nhẹ, chỉ 1,41kg, độ dày là 1,99cm, cực mỏng giúp bạn có thể mang ra ngoài làm việc, đi công tác xa rất tiện, không phải vất vả mang theo một em laptop nặng nề. Nó cũng phù hợp với bạn nào là nữ, vì cân nặng này thì mình hoàn toàn có thể cầm được bằng một tay rất dễ dàng. Về hiệu năng thì chắc chắn HP EliteBook 640G10 sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Với chip i7 Gen 13 1335U, dung lượng RAM là 16GB, SSD là 512GB để bạn thoải mái lưu trữ, mở nhiều tab để làm việc, giải trí và đăng nhập máy vô cùng nhanh chóng. Tích hợp các đồ họa Intel Iris Xe Graphics để bạn có thể làm đồ họa, chỉnh hình ảnh hay là dựng video nhẹ nhàng trên các phần mềm Photoshop AI. Về phần hiển thị, HP EliteBook 640G10 sở hữu màn hình 14 inch Full HD, tấm nền IPS cho bạn góc nhìn lên đến 178 độ, chất lượng, hình ảnh đẹp, sắc nét, độ sáng lên đến 250 nit, độ phủ màu là 45% NTSC. Tuy không phải là quá cao, nhưng nó đủ để cho bạn có một khung hình sống động. Bạn yên tâm, thoải mái giải trí làm việc trên chiếc màn hình này mà không lo bị tối. Chưa kể trên chiếc màn hình này còn được tích hợp rất nhiều công nghệ như là anti-glare chống chói để bảo vệ mắt và sức khỏe của người dùng. Với công nghệ này thì sẽ giảm đáng kể hiện tượng nhấp nháy của màn hình, giảm ánh sáng xanh để bạn làm việc cả ngày cũng không lo mỏi mắt. Cạnh viền của HP được làm rất mỏng, không chỉ tối đa diện tích cho màn hình hiển thị mà còn khiến chiếc laptop này nhìn thanh thoát hơn, sang hơn rất là nhiều, khiến người dùng không có cảm giác bị nhỏ và cục mịch. Cạnh trên cũng được trang bị một camera 720p HD để bạn thoải mái học tập và làm việc trực tuyến sắc nét. Thanh gạt cam cũng được HP thiết kế luôn để trong trường hợp không sử dụng nữa thì có thể khóa lại, tránh những rủi ro không đáng có khi kẻ xấu có ý định hack camera của bạn. Điều mà mình khá ấn tượng trên chiếc laptop này có lẽ là phần bản lề của EliteBook 640G10. Sở hữu một chiếc bản lề rất chắc chắn, mình có thể mở bằng một tay rất dễ dàng và khi mở lên cũng không hề có bất kỳ hiện tượng rung lắc nào. Ở phần bàn phím và touchpad cũng được hoàn thiện rất tốt. Bàn phím trên chiếc laptop này là bàn phím tiêu chuẩn, hành trình phím sâu, độ nảy tốt để bạn đánh cả ngày cũng không lo mỏi tay. Nền bàn phím cũng được trang bị đèn nền để bạn có thể sử dụng ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Touchpad rộng rãi cho cảm ứng đa điểm, vậy nên không có chuột rời thì mọi người vẫn có thể sử dụng chiếc touchpad này. Góc phải của phần chiếu nghỉ tay của HP EliteBook 640G10 còn được trang bị một cảm biến vân tay để bạn chỉ cần một chạm là có thể đăng nhập máy vô cùng nhanh chóng mà không cần phải nhớ mật khẩu. Không những vậy, nó còn giúp tăng tính bảo mật hơn rất nhiều, đặc biệt với những ai là doanh nhân hay là kế toán có nhiều tài liệu quan trọng. Trên chiếc laptop này còn được trang bị các cổng kết nối rất đa dạng, bao gồm một cổng Thunderbolt 4, một cổng USB Type-C, hai cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một giắc cắm audio để bạn thoải mái kết nối và truy xuất với các thiết bị ngoại vi. Bên cạnh đó thì Wi-Fi trên chiếc laptop này còn được nâng cấp lên Wi-Fi 6E để đường truyền mạng của bạn được khỏe và ổn định hơn rất là nhiều. Kể cả có phải mang ra ngoài làm việc thì khả năng kết nối vẫn rất tốt, không lo bị rớt mạng. Tổng kết lại, nếu bạn đang tìm một chiếc Ultrabook nhỏ gọn, kiểu dáng thanh lịch nhưng hiệu năng vẫn phải tốt, có nhiều công nghệ được tích hợp thì HP EliteBook 640G10 là lựa chọn quá hoàn hảo cho những ai là kế toán, dân văn phòng hay là doanh nhân. Với thiết kế và hiệu năng này thì nó đủ cho bạn sử dụng trong vài năm tới thoải mái, không lo lỗi mốt cũng không lo hiệu năng không đảm bảo. Giá lại đang cực kỳ ngon tại Anphat. Mình sẽ để link sản phẩm ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình ra những video tiếp theo. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại!